Chào mừng các bạn đến với DTS Import TV để xem hôm nay chúng ta có gì nào. Chuyện ngắn kinh dị, creep nổi loạn. Một ngày đẹp trời trong xanh như bao ngày, những con creep làm việc như những cỗ máy tiếp tục bị hành hạ và đem ra thí nghiệm một cách man dợ. Những tiếng thét thảm thương, những tiếng kêu gào trong đau đớn tiếp tục vang lên. Những thí nghiệm ghê rợn được thực hiện, từ việc hạ nhiệt độ xuống âm 5.000 độ C khiến creep sưng phổi và chết, đâm bằng vật nhọn qua bụng với tốc độ cực nhanh, xả đạn vào đám đông, thử nghiệm chất kịch độc lên cơ thể. Đó chỉ là một phần mà creep phải trải qua. Cho đến một ngày, trong một lần trên đường đến nơi thí nghiệm, một thứ ánh sáng kỳ lạ thu hút ánh nhìn của một con creep. Nó trốn thoát và đi theo nguồn sáng. Vừa chạm tay vào thứ năng lượng đó, cơ thể nó biến đổi một cách lạ thường. Nó cảm nhận được nguồn sức mạnh bên trong cơ thể. Nó thu thập nguồn đồ chuẩn bị cho một kế hoạch thống trị Valorant. Hàng loạt các vụ nổi dậy nổi lên ở khắp nơi. Chúng hạ sát tất cả mọi người bằng cách mà con người đã làm với chúng: dùng một chiếc búa to khổ đập nát đầu khiến não văng ra mà chết, hay liên tục phóng điện vào mục tiêu gây tê liệt dẫn đến tử vong. Cuối cùng quân đội creep đã chiến thắng. Mọi vị thế ở Valorant bị đảo lộn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu bạn thấy hay thì đừng quên like, subscribe để ủng hộ channel và nhận được những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Đừng quên để lại góp ý nếu những mong muốn của bạn trong những video tiếp theo.